Cụ thọ thiền hiện nói, tôi thường đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này trong nghĩa tương ưng không nói một chữ, các vị cũng không nghe thì lấy gì mà hiểu. Vì sao? Các thiên tử, vì trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa thì văn tự ngôn ngữ hoàn toàn xa lìa. Bởi vì trong ấy người nói, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sâu xa vi diệu cũng là như vậy. Thiên tử nên biết, như Phật hóa làm một hóa thân Phật, hóa thân Phật này hóa làm bốn chúng, đều đến hội mà thuyết pháp, ý các vị thế nào? Trong đây thật có người thuyết, người nghe, người hiểu không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không có. Thiện hiện bảo, đúng vậy thiên tử, tất cả pháp đều như huyễn hóa. Này trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết, cũng như mộng thấy Phật thuyết pháp cho chúng, ý các vị thế nào? Trong đây thật có người thuyết, người nghe, người hiểu không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không có. Thiện hiện bảo, đúng vậy thiên tử, tất cả pháp đều như mộng. Này trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết, giống như có hai người ở trong một hang núi, mỗi người xoay về một hướng, cùng một lúc cất tiếng ca ngợi Phật Pháp Tăng, ý các vị thế nào? Hai tiếng vang này có thể nghe lẫn nhau, có thể hiểu lẫn nhau không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không. Thiện hiện bảo, đúng vậy thiên tử, tất cả pháp đều như tiếng vang. Này trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết, ví như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của vị ấy ở ngã tư đường, hóa làm bốn chúng và một Như Lai thuyết pháp cho chúng nghe, ý các vị thế nào? Trong đây có thật người thuyết, người nghe, người hiểu không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không. Thiện hiện bảo, đúng vậy thiên tử, tất cả pháp đều như nhà ảo thuật. Này trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết, cho nhân duyên này, đối với trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, tôi thường không thuyết một chữ, các vị cũng không nghe thì lấy gì mà hiểu được. Khi ấy các thiên tử lại nghĩ như vậy, trong nghĩa thậm thông của bát nhã ba la mật đa này, đại đức Thiện Hiện tuy dùng nhiều phương tiện nói rõ muốn chúng ta dễ hiểu, nhưng nghĩa lý kia sâu xa lại càng sâu xa hơn, vi tế lại càng vi tế hơn, khó có thể lường được. Cụ thọ Thiện Hiện biết tâm niệm của các vị ấy, liền bảo, thiên tử nên biết, sắc uẩn chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Vì sao? Các thiên tử, vì tự tánh sắc uẩn cho đến tự tánh thức uẩn đều chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Như vậy cho đến trí nhất thiết chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Vì sao? Các thiên tử, vì tự tánh trí nhất thiết, tự tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Các thiên tử lại nghĩ, trong pháp được thuyết, đại đức Thiện Hiện không trình bày sắc uẩn, cũng không trình bày thọ tưởng hành thức uẩn. Vì sao? Vì tánh sắc uẩn vân vân đều không thể thuyết. Như vậy cho đến không trình bày trí nhất thiết, cũng không trình bày trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tánh, trí nhất thiết, vân vân đều không thể thuyết. Trong lúc thuyết pháp, đại đức Thiện Hiện không trình bày dự tiêu hướng, dự tiêu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, độc giác hướng, độc giác quả, và tất cả đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Vì sao? Vì tánh, dự tiêu hướng, vân vân đều không thể thuyết. Trong lúc thuyết pháp, đại đức Thiện Hiện cũng không trình bày ngôn ngữ văn tự. Vì sao? Vì tánh của ngôn ngữ văn tự đều không thể thuyết. Cụ thọ Thiện Hiện biết các thiên tử đang nghĩ về pháp, liền bảo họ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ý nghĩ của các vị. Sắc uẩn cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, văn tự ngôn ngữ đều không thể thuyết. Cho nên đối với trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, không có người thuyết, không có người nghe, cũng không có người hiểu. Do đó, đối với các pháp, các vị phải tùy theo lời nói mà tu hành nhẫn nhục vững chắc.
Thiên tử nên biết, các vị muốn chứng, muốn chủ quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ Đề, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, cần phải nương vào pháp nhẫn này mới có thể chứng đắc và an trụ. Như vậy thiên tử, các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm cho đến khi đạt được cứu cánh rốt ráo, nên trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nói, không nghe, không hiểu này, luôn luôn siêng năng tu học, không nên tạm lìa bỏ. Các thiên tử lại nghĩ, này đại đức thiện hiện muốn vì hữu tình nào mà thuyết những pháp nào? Cụ thọ thiện hiện biết tâm niệm của các thiên tử liền nói: Thiên tử nên biết, nay tôi muốn vì hữu tình như huyễn như hóa như mộng mà tuyên thuyết pháp như huyễn như hóa như mộng. Vì sao? Vì như vậy thì người nghe đối với việc thuyết pháp cũng không nghe, không hiểu, không chứng. Các thiên tử hỏi lại: Người thuyết nghe và pháp được thuyết đều thấy như huyễn như hóa như mộng sao? Thiện hiện đáp: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị đã nói. Hữu tình như huyễn, vì người như huyễn nên pháp thuyết cũng như huyễn. Hữu tình như hóa, vì người như hóa nên pháp thuyết cũng như hóa. Hữu tình như mộng, vì người như mộng nên pháp thuyết cũng như mộng. Thiên tử nên biết, ngã cho đến người thấy đều thấy như huyễn như hóa như mộng. Giác uẩn cho đến thức uẩn cũng thấy như huyễn như hóa như mộng. Cho đến dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, độc giác Bồ Đề, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng thấy như huyễn như hóa như mộng. Các thiên tử hỏi thiện hiện: Mạch đại đức, này đại đức chỉ nói ngã cho đến Bồ Đề thấy như huyễn như hóa như mộng, vậy đại đức cũng nói thấy niết bàn như huyễn như hóa như mộng sao? Thiện hiện đáp: Này tôi chỉ nói ngã cho đến Bồ Đề thấy như huyễn như hóa như mộng, cũng nói niết bàn thấy như huyễn như hóa như mộng. Thiên tử nên biết, giả sử có pháp cao hơn niết bàn, tôi cũng nói là thấy như huyễn như hóa như mộng. Vì sao? Các thiên tử, vì việc huyễn hóa mộng của với tất cả pháp cho đến niết bàn, tất cả đều không hai, không hai phần. Bấy giờ các đại thanh văn, cổ thọ xá lợi tử, đại mục kiền liên, chấp đại tạo mãn từ tử, đại ca đa diễn na, đại ca diếp ba, vân vân, và vô lượng trăm ngàn đại Bồ Tát cùng hỏi cụ thọ thiện hiện: Bát nhã ba la mật đa mà tôn giả đã thuyết thậm thâm như vậy, có thấy có hiểu tịch tĩnh vi diệu, chẳng phải chỗ suy nghĩ vượt lên cảnh giới suy nghĩ tối thắng nhất thì ai có thể tin hiểu lãnh thọ được? Khi ấy khánh hỷ bạch với các đại thanh văn và các đại Bồ Tát: Có các đại Bồ Tát bất thối truyền, đối với bát nhã ba la mật đa này có thể lãnh thọ và tin hiểu sâu xa. Lại có vô lượng A-la-hán đã thấy thánh đế, đối với các pháp sâu xa có thể đạt tận nguồn gốc, sở nguyện đã viên mãn, các lậu hoặc chấm dứt. Đối với bát nhã ba la mật đa này có thể tin hiểu lãnh thọ. Lại có vô lượng các thiện nam, thiện nữ, nhân, vân vân, ở trong thời quá khứ, vô lượng vô số trăm ngàn muôn ước Phật, thân cận cúng dường, phát thệ nguyện rộng lớn, trong các căn lành, trí tuệ, thông minh, được sự giúp đỡ của bạn lành, đối với bát nhã ba la mật đa, cũng có thể tin hiểu lãnh thọ. Vì sao? Vì những vị như vậy, đối với pháp, vì pháp đều không phân biệt, nghĩa là không dùng không, bất không phân biệt với sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt không bất không, không dùng hữu tướng vô tướng phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt hữu tướng vô tướng, không dùng hữu nguyện vô nguyện phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt hữu nguyện vô nguyện, không dùng tịch tĩnh bất tịch tĩnh phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt tịch tĩnh bất tịch tĩnh, không dùng viễn ly bất viễn ly phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt viễn ly bất viễn ly, không dùng sanh bất sanh phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt sanh bất sanh, không dùng diệt bất diệt phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt diệt bất diệt. Như vậy cho đến không dùng không bất không phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt không bất không, không dùng hữu tướng vô tướng phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt hữu tướng vô tướng, không dùng hữu nguyện vô nguyện phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt hữu nguyện vô nguyện, không dùng tịch tĩnh bất tịch tĩnh phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi,
cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi, phân biệt tịch tĩnh bất tịch tĩnh. Không dùng viễn ly bất viễn ly, phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi, phân biệt viễn ly bất viễn ly. Không dùng sanh bất sanh, phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi, phân biệt sanh bất sanh. Không dùng diệt bất diệt, phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi, phân biệt diệt bất diệt. Do nhân duyên này nên những vị như vậy đối với Hy Bát Nhã Ba La Mật Đa đều có thể tin hiểu và thọ trì. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo các thiên tử: Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy thật là thậm thâm, khó thấy khó hiểu, tịch tĩnh vi diệu, chẳng phải chỗ suy nghĩ, vượt lên cảnh giới suy nghĩ tối thắng đệ nhất, trong đó thật không có người có thể tin hiểu lãnh thọ. Vì sao? Vì trong đó không có pháp có thể hiển thị, đã thật không có pháp có thể hiển thị, nên người tin hiểu thọ trì cũng bất khả đắc. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Đâu phải trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến pháp tương ứng với Tam Thừa là pháp Thanh Văn Thừa, pháp Độc Giác Thừa, pháp Vô Thượng Thừa cho đến đạo Bồ Tát, nhiếp thọ các đại Bồ Tát, từ lúc phát tâm ban đầu lần lượt đến phát tâm lần thứ 10 gọi là Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, chín định thứ đệ, hoặc pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện,